Nhà đất TV xin kính chào quý anh chị khách hàng. Ngày hôm nay Nhà đất TV có mặt tại hẻm 270 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân như quý vị. Tại đây Nhà đất TV xin gửi đến quý vị và các bạn một miếng đất có tổng diện tích là 108m2 với chiều dài là 13m và chiều ngang là 8m5 nha quý vị. Đây là đất thổ cư 100% nha quý vị. Đất có sổ hồng đàng hoàng. Và bây giờ chiều dài của nó là 13m thì có lộ giới là 1m nha quý vị, nằm trên con hẻm là 5m hẻm nhựa đàng hoàng nha quý vị. Đây là con hẻm 270 của đường Lê Đình Cẩn nha quý vị. Thì sau đây em xin mời tất cả mọi người đi theo chân em vào trong miếng đất để xem miếng đất nó như thế nào nha mọi người. Xin mời tất cả mọi người đi theo chân em vào trong. Từ đầu đường Lê Đình Cẩn đi vào hẻm 270, mình đi khoảng 100m là tới một con hẻm nằm bên tay trái. Thì hẻm này rộng 5m là đường nhựa nha quý vị. Mình đi vào khoảng 50m là tới vị trí đất của chúng ta. Đây là con hẻm mà mình đi vào trong đất nha quý vị. Hẻm nhựa đàng hoàng. Hẻm nhựa 5m nha quý vị. Từ đây mình đi vào đất ngay trước mặt chúng ta, qua khỏi mấy cái xe máy đậu là vị trí đất đó quý vị. Đất có bề ngang 8m5 và 13m, cho nên là bề ngang rất là to quý vị. Một sổ thôi nha. Đây, cái đất của chúng ta là vị trí nằm bên tay trái nè quý vị. Được chủ đất họ đã che hàng rào trắng lại, sợ dân người ta thấy ghét vào trong á. Hẻm này sạch sẽ cao ráo nha quý vị. Kế bên có miếng đất của chúng ta thì có nhà cao tầng nha quý vị. Ở đây là nhà xây 2 tấm rưỡi, 3 tấm này rất là nhiều. Từ trong hẻm này ra tới ngoài hẻm luôn, đầu hẻm luôn. Đây vị trí đất quý vị. Từ cái vách nhà màu xanh này, từ vách nhà màu xanh đi hết vách nhà màu xanh tới qua tới bên cái nhà này. Đây là bề ngang 8m5 nha quý vị, bề dài 13m. Thì mấy cái nhà mà em quay trước mặt đây là nhà này mình đâu vách với miếng đất của mình. Có diện tích ngang 4 và 13 quý vị, mấy căn nhà này. Thì giá của chủ đất muốn chia sẻ miếng đất này là 5,5 tỷ thương lượng nha quý vị. 5,5 tỷ đồng giá còn thương lượng. Quý vị thấy cái nhà màu xanh không? Cái nhà này là 4 x 13, 2,5 tấm. Thì đất của chúng ta được phép xây dựng là 3,5 tấm nha quý vị. Xây dựng chiều cao tối đa là 3,5 tấm đó. Hẻm nè, rất là gần đường lớn, rất gần. Thì clip của em đến đây cũng xin được phép kết thúc nha quý vị. Thì em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Nếu mà quý vị nào mà có nhu cầu muốn xem đất thì cứ alo trực tiếp cho em là 0909 049 383. Em tên là Phú, thì sẽ hướng dẫn mọi người đi xem đất và thương lượng trực tiếp giá cả với chủ đất nha quý vị. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong sớm tìm được người hữu duyên với miếng đất này nhé. Tạm biệt mọi người.